một trái dừa sáp mình làm được 60 ly vậy đúng không? Thấy đây 6 ly rồi mà chưa hết trái dừa. Vậy là còn phải 60 ly. Nếu đường nào. Nếu đường nào được 60 ly. Vui thôi nha mấy em, không có gì hết nha. Dạ em cũng vui muốn chết luôn. Vui muốn chết luôn. Nào, vui mấy người lên coi. Mấy bạn cười coi. Đó. Đây là truyền hình đó. À, rồi bên kia cũng quay cho mọi người. Quay qua quay lại cho vui. Chết bà rồi, chết bà. Chào tất cả mọi người. Ủa bạn đi chợ nổi cho ba mấy lần. Dạ đây là lần đầu tiên em đi chợ nổi rồi. Rồi đi lần đầu tiên này bạn cảnh. Bạn thấy như thế nào ạ? Dạ bị dập quá, hiện tại trước mặt em có một cái camera đó, cho nên là phải ăn sao cho nó đẹp. Không đẹp, không lên hình không đẹp là bắt đầu về chết rồi. Không biết là ăn nói sao gia đình luôn á. Hi, xin chào mọi người, hiện tại em đang có mặt tại chợ nổi Cái Răng. Hôm nay thì mình được đi ghép với mấy anh chị này nha mọi người. Gia đình của các anh chị này thì rất là vui. Từ Cái Răng được xuất phát từ trại của Cà Ràng, một loại bếp nấu ăn quen thuộc được bày bán ở đây rất nhiều vào thời xưa. Khi thấy có du khách tới đây thì những tiểu thương ở trên chợ nổi này sẽ tiếp cận để mà bán những mặt hàng của họ. Cái Răng Ba Láng, Dàm Sáng, Phong Điền là bốn địa danh nổi tiếng của vùng đất Cần Thơ nơi đây. Điểm tham quan đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay là hủ tiếu Nhà Bè. Bánh này là bánh tráng lá dứa đúng không? Dạ, không ạ, cái này là gọi là bánh hủ tiếu anh. Bánh hủ tiếu. Dạ, bánh hủ tiếu. Cái này là bánh hủ tiếu lá dứa. Hủ tiếu lá dứa. Dạ, mình rán trong kia sau đó đem ra đây mình phơi. Dạ, phơi cho nó khô thì khô xong rồi á là mình mới đem vô đó mình hủ lại. Hủ lại rồi mình mới cắt nó tạo ra một phần nữa. Dạ. Cái hủ tiếu Nhà Bè ở đây đặc biệt là cái màu lá dứa đúng không? Dạ không anh, nhiều loại lắm. À, rất nhiều màu loại khác nhau. Dạ. Như hôm nay mình làm là màu lá dứa, ngày mai mình làm màu lá đậm. Một bịch như vậy là mình bán giá sao vậy? Dạ 35 ngàn một bịch nửa ký là mình dạ. Nó có đủ hết luôn. Dạ đúng rồi ạ, à, thưa anh chị ạ. Thưa YouTube. Dạ đồng ý giá mà làm. Tính những official. 35. Dạ. Quay review thẳng quảng cáo vô đây luôn. Cái này là hủ tiếu chiên. À ngoài hủ tiếu tươi theo thời gian còn có món pizza hủ tiếu đó kìa. Cái này là sản riêng của chợ nổi mình luôn nha. Mở ra liền. Pizza hủ tiếu là sao anh? Hay, tại nó chiên lên anh. À, là chiên lên là cái này là hủ tiếu chiên và pizza đó hả? Dạ đúng rồi. À, tại ngày hồi kia anh nói là pizza hủ tiếu là chính là cái này. Dạ. Mình về mình để trứng thêm hoặc là mình để xúc xích vô luôn là thành pizza. Hủ tiếu là bè kẹo dừa như vậy, kẹo dừa ở chúng ta chuẩn bị cho ra bè kẹo dừa không đường đầu tiên trong ngày nha. Anh chỉ là anh chỉ là pizza đi tham quan thì dùng thử luôn.
hai bè bên trong là các loại khô lên chị em, nổi tiếng là nhiều là những chân gà miền Tây, khô cá lóc đồng và khô rắn nước nha. Ai mọi người sao ăn cô? Chỉ có hương vị của Bạch Nha. À, hương vị Bạch Nha. À, vậy không có đường thật. Không có đường thật, nhưng nó vẫn có vị ngọt đúng không? À, ngọt là ở Bạch Nha thôi. Dạ, ngọt là ở Bạch Nha. Mấy em qua bên tiệm gái mình nói nó cho mình dùng thử các loại mặt kẹo. Ở đây là các loại mặt kẹo dừa. Cái loại chắc mình nấu 24/24 đúng không? Đúng rồi. Đỏ lửa sáng đêm. Phát mẻ này xong cái mẻ khác. Dạ. Mỗi lúc nào cũng hai cái chảo á. Hai cái chảo thay đổi chưa? Cái này chân dài nên đây khô có lóc đồng luôn nè. Khoan khoan, cái này cái gì? Kiều nữ chân dài. Kiều nữ chân dài là con gì? Dạ con nhái hương đó anh. Rồi sáng nào có khách anh đâu có kêu em xuống đi sớm đâu. Dạ sao? Vậy nhắc tin với em đi. Mấy vị nó cay cay quá vậy? Cái ca giòn, khô rất là giòn, ngon. Nếu quý vị nào có đi chợ hỏi thì ghé đây. Đặc sản miền Tây. Đặc sản miền Tây. Còn mấy cái này là cái gì? Cái gì? Con rắn làm khô. Khô rắn, rắn làm khô. Cá lóc đồng. Cá lóc đồng. Bánh tráng cá cơm nè, cá lóc xoài. Cá chuồn chuồn, cá diêu hồng. Đủ loại cá luôn. Dạ, các loại cá. Hơi cứng như thiếu. Ừ. Ăn tốt cái canxi cho em bé. Cái này có ông Thập cười nó vô được. Khô là khô cá lóc đồng chính hiệu nha. Đó là gì cháo kìa, để làm mấy ly. Khô đi cô chú ơi, dùng thử khô đi cô chú ơi. Kiều nữ chân dài thì phải là bỏ dấu. Bỏ là mình ăn con chân mình dài chung. Bao nhiêu con rắn mình ép vào được hành con gì? Giữ gì? Rắn nước. Một con này là một. Cái này là rắn nước, rắn một súng hình đó. À cái này là một con mình làm được một cái vỉ hay là bao nhiêu con? Lóc da, lóc xương, hai ba con là ép thành một miếng cái gì nè. Một miếng như vậy, một kia mà bán mình bán sao? Này là 70.000 một lạng, 700.000 một ký. À. Lóc da lóc xương hết chỉ còn thịt thôi. Dạ, đúng rồi. Ăn tốt và canxi lắm á. Này cô cá đuôi hồng thì nó có giới thiệu đâu, còn này cá gì? Lóc xoài.
cái lóc sợi là mình xé là xé là từng sợi. Vì lê cái bát này chỉ còn thịt thôi. Trời ơi, chúng ta uống rượu mà còn canxi hay không đó. 200 tỷ. Đây là cá lóc đồng nè chị. Đây là cá lóc đồng. Đây là cá lóc đồng nè. Cá lóc đồng có quả nữa. Cá cơm rất là ngon. Cá lóc ngà. 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 Nó tùy theo độ cô. Dạ đúng rồi. Con cá nhỏ thì cái gọi cá lóc đồng. Trời ơi, cái gọi cá lóc đồng quá thật lắm. Để nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Con bánh tre đó. Nó về nữa nó thật cạnh nha. Không ngon cũng không lấy được đâu. Không ngon luôn. Bà cho dùi sắc kìa em. Không, đi đây nghe mà cô nghe. Sao bà dùi sắc kìa. Nó nghĩ nó ngọt ngọt nước kia thật kìa. Đây là con cố gắng ở đó gì nè. Mua này ở đây đúng không? Không. Để coi được nó đang biết một hai con cắn người ta làm không biết vậy. Một trái dừa sáp mình là được 60 ly gì đúng không? Thấy đây 6 ly rồi mà chưa hết trái dừa. Vậy đây còn phải 60 ly. Nếu đường nào. Nếu đường nào được 60 ly. Nào nào cho đừng cười nha. Đang quay đó. Chết rồi, bán dừa sáp mà đeo vàng quá trời rồi, mấy ký vàng trên tay rồi. Ngạn chỉ gì không đeo quay lưng quay lưng cổ với tay đâu với cổ đâu trời đeo cổ với tay thêm 2 ký nữa là 3 ký vàng trên người. Giá rồi bạn ơi, bán nhiêu mua luôn nè. Vinh ngạn ký Vinh giá này cũng ngạn kia. Cho không biết đường đâu bán đó lấy nó điều cứ lại nó điều đủ thứ chuyện nên đời. Con cứ lấy đi, có người tốn tiền cho con à. Nào chút cho giỏi nha. Dạ. Ê bác sĩ dạng ăn giỏi tốt gì đó. Tốt nha, đi ăn cơm cũng được không anh? Được không? Có cơm đi ăn. Thầy Yếm nói là thế cái tô đó hả? Đúng rồi. Hồi xưa người ta không có chén tô, ta ăn bánh này không à. Nói đã đợi giờ mới nghiệm ra thiệt. Công nhận nhiều lúc mình cũng ngu ghê. Cái này mình làm xong mình bỏ gì vô nữa em? Để sữa đi, mức dừa xấy dầu nữa. Sữa, mức dừa xấy dầu. Sữa không bỏ để mà nổi. Sữa rồi sao? Sữa không rồi, sữa cô gái hả nè. Sữa ba cô gái. Ở đây có hai cô à. Ở đây có hai cô à. Có hai cô làm sữa à. Vui thôi nha mấy em, không có gì hết nha. Dạ em cũng vui muốn chết luôn. Vui muốn chết luôn. Tao vui mấy người lên coi. Mấy bạn người coi. Đó. Để rồi á. Sao mọi người đi rồi sao mọi người. Chào đại gia nha. Vừa sáng ngon không? Vừa sáng sao mọi người? Vừa sáng ngon không? Sao rồi hả? Nhích nát. Ủa anh có ăn không mà nhức nhát? Thế anh đâu ăn đâu? Thổi rồi cũng nhức ăn, nhức ăn luôn. Ăn mà nói không định lợi đâu, mà thổi đâu ta lời được. Rồi cái nghe bún màu hồng sau lưng mà là được lên TV đài chính thức đó nha. À bún màu hồng. Cái nghe bún màu hồng đó là tên gì vậy? À, tên hiểu không? Không có thương hiệu, rồi. Với người chủ là tên Quốc thôi. À tên Quốc. Nghe bún của mình là được lên TV thôi anh. À, lên kênh nào vậy? Kênh gì? Lên TV rồi đài Long An, đài Cà Mau. Lên rất là nhiều đài luôn. Hỏi tí đi. Anh bán bún gì anh? Bún riêu, bún riêu bánh canh. Bún riêu, bún bánh canh. Đặc sản của cái ghe này là màu hồng rồi. Đặc phải không đặc sản không phải bún, phải hủ tiếu bún riêu. Đặc sản ở xe này là màu hồng. Thương hiệu nhận diện của chợ nổi vậy quý vị. Có riêu không? Một cái ở đây mình bán gì là 1.000 một tô hay 1.500 tô anh? Bán 1.000 tô hả? Ủa sao anh này hiểu hay quá vậy? Là 1.100. Để bán một tô 1 triệu là mình ngày kiếm được 100 triệu rồi. Không hỏi giá thì anh giá nhiêu tô anh? Cái giá này mình bán bao nhiêu tô anh? Ủa hỏi 1.000 tô. 1.500 tô rồi tôi giờ cũng dám hỏi luôn.
40.000 một tô quý vị. Đồng giá. Anh ơi, mình bán lên sông thì có khi nào rồi hết nước lấy nước sông lên mình bán không anh? Không hả? Không. Không vậy quý vị. Lấy nước trên bờ bán nha. Này buôn bán hợp với xin miếng ơi. Hết là hết nước là mình phải vô trên bờ để mình lấy. Nghỉ luôn. Này bán hai nồi rồi hết nước là mình nghỉ. Nếu mà lấy nước lên là phải nhả nhạt nhẽo mất hương hiệu cho nổi sao? Không, nước sông đậm đà rồi. Nước sông nó mặn hơn cái nước này nữa. Anh ăn đi. Đây cái nồi nước lèo luôn quý vị. Bồi viên nổi lên bền luôn nha. Dễ gì rớt anh. Thì một lời có nói thôi gì đâu. Không có, thấy mẹ rồi. Thấy mẹ rồi. Hai miếng cà, một miếng chả. À không, hai miếng chả. Rau. Cái này là bún mọc đúng không anh? Mốt mới có, mốt mới có. Lâu vậy, lâu vậy. À, em còn qua quay cái 18 tháng 5 ở An Giang con còn chưa dựng nữa kìa. Đây 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 đây, của anh nào đây em gửi đây. Đây là một tô. Bên bản cái gì á? Ngon bổ dưỡng, nhà là. Không ăn á chị. Anh này nãy giờ anh cái ly dừa sáp anh chưa xong nữa sao tôi qua tới tôi uống. Béo quá. Ngon quá. Đây là bún mọc đúng không anh? Bún riêu. Bún riêu, bún riêu mà có sườn. Nó có mọc thịt đâu đây. Có mọc và thịt sườn. Đây, tô nó đây rồi, bốn tô đủ còn thiếu gì nữa không? Đây, rồi tô này của ai đây quý vị? Của ai đây? Rồi của chị này. Cũng mua ly dừa sáp nãy giờ ngon quá không đã ăn. Không phải chưa kêu. Chưa kêu hả? Thôi đây đây, sáp phải nhẹ. Có ai? Có ai? Em mua còn ấy, anh ăn chưa? Chút để bây gia đình ăn hết đi rồi anh. Gia đình ăn hết xong tới anh hả? Rồi rồi rồi, tôi nó có chủ rồi đúng không? Rồi rồi còn ai nữa, còn ai chưa kêu nữa không? Xíu vàng luôn. Em một tô anh bỏ em hả anh? Một tô nữa ha. Em một tô nữa. Ê, đừng quay gì à, đam mê thôi, mình ăn uống. Cái này là quay. Bậy rồi, phải quay cảnh ăn nữa. Chúng ta là truyền hình đó. À, hỏi rồi bên kia cũng quay cho mọi người. Quay qua quay lại cho vui. Chờ nổi cái đang. Qua đâu chị? Dạ. Dạ thì xuống 87 vỏ tấn. Đây là một tô nha mọi người. Hả? À, một tô bún như vậy thì có sườn nè, mọc nè, chả đầy đủ. Có xe rồi, xe đậu đâu? Đi xuống, đi ra, ờ, đi đâu? Để ra, lên cái ghế tài công giùm em ơi. Lần đầu tiên đây là trải nghiệm ăn sông nước đúng không vậy? Trên bờ không ăn, ăn dưới sông cho nó bập bền được chơi. Cảm giác là không biết nó lạ hơn không, mãi khó ăn hơn lúc đi bờ. Là ba tô nữa đi. Ba tô không thiếu vậy ba cũng dạ. Hai em ăn luôn nha. Không thấy không? Anh ơi anh cảm nhận anh đang tôm kia sao anh? Rất là ngon, mình nếu thêm thịt nữa ngon hơn. Rồi, nhiều cảm giác ở ăn đi lúc này. Mấy nè bạn này ở tiền em nè. Bạn này á. Ở tiền giang nhá. Chết bà rồi, chết bà rồi. Chào tất cả mọi người. Quá bạn đi chợ nổi cho ba mấy lần. Dạ đây lần đầu tiên em đi chợ nổi rồi. Rồi, đi ăn. Cái này là lần đầu tiên này bạn cảnh. Bạn thấy như thế nào ạ? Dạ bị dập quá, hiện tại trước mặt em có một cái camera đó, cho nên là phải ăn sao cho nó đẹp. Không đẹp, không lên hình không đẹp là bắt đầu về chết rồi.
không biết là ăn nói sao gia đình luôn á. Không, bây giờ cảm nhận của mình về thức ăn cũng như là người dân sông nước như đây như thế nào? Đầu tiên thấy là không chịu dễ thương rồi đó. Còn cái chuyện người dân gia đình này thấy lúc nào miền Tây mình nó cũng ấm áp hết trơn rồi. Cái đó là khỏi cần phải nói rồi. Nhưng mà bạn thấy cái không khí ở Trà Nội như thế nào? Nó hiện tại thì không biết là trước đây sao, nhưng hiện tại thấy bây giờ nó vẫn còn tấp nập ở phường Vui Tươi nhà. Nếu mà quý vị nào có dịp thì cứ đến đây nhé. Một trải nghiệm, một cái cảm giác mới lạ, một cái điều rất thú vị đến chờ đâu đó mọi người. Ở đây khi mà anh đến Chợ Nổi thì anh thấy cái điều gì thú vị khi mà anh tham quan cái tour ở Chợ Nổi này? Cái tour Chợ Nổi thì nó có rất nhiều điều thú vị về ăn, con người, ẩm thực, nước uống và tất cả mọi thứ sông nước nó tạo nên một cảm giác khác hơn mọi người. Tính Nguyễn Hóa Bích Sờ ở Trung Quốc nha, mọi người nhớ đăng ký ủng hộ nha. Đăng quảng cáo luôn. Mình đến từ Cai Lậy, Tiền Giang, hiện tại mình đang làm ở Sài Gòn và đây là một cái chuyến đi trải nghiệm. Nhớ chỉnh cho em đẹp đẹp xíu nha. Chúc bạn ăn. Chỉnh đẹp sẵn rồi, cần chi chỉnh. Đây. Đúng rồi. Chỗ này luôn hả? Tôi tấp mình về nổi tiếng luôn đó. Được không? Được nổi tiếng không? Nổi tiếng luôn rồi. Đâu rồi, lại. Đây đã. Rồi ok, hai đi. Ôi, lúc cùng mình quay cho người ta. Đi đã. Đi đã. Cái rượu nếm mà có gì. Cái này là mình bán cái gì vậy anh? Cà phê, cà phê xong nước chai. Anh bán ở đây lâu chưa anh? Lâu rồi, đó giờ lâu rồi. Một ly cà phê giờ mình bán giá bao nhiêu anh? 10.000 một ly cà phê, chỉ 10.000 một ly cà phê chứ quý vị. Anh ơi cho em một ly cà phê đi. Ủa cà phê mình nấu, mình làm cái này bằng cái gì mà nó đặc biệt anh? Siêu đó đó. À cái siêu. Đó là cái bọt ở trong không anh? Ờ, bên trong. À cà phê giờ ở trong. Cái này là hồi xưa mới có nha quý vị. Đặc sản của Chợ Nổi nó có cái cà phê này, người ta gọi là cà phê siêu, cà phê kho. Và ở trong thì được bằng dùng bằng cái vợt. Một ly cà phê ở Chợ Nổi cái răng là 10.000 nha quý vị. 10.000 một ly cà phê, giá rất là bình dân, chưa tính tiền xăng cộ xong nước rồi nữa. Nãy là phê rồi nãy. Sống qua lời, sống qua ngày, sống qua lời. Sống qua ngày. Ở chỗ chú bán cà phê này là đâu? Lâu em thấy đẹp đây. Một ly cà phê trên Chợ Nổi cái răng là 10.000 đúng quý vị. Để nguyên tiếng luôn, để nguyên tiếng luôn. Lo kẹo. Là xong không? Ờ. Lo kẹo thì nó cũng như cái lò cũng như vậy đó. Đi thì dạng như là thích đi với tàu đi chơi thôi. Cô ơi, cái này mình bán gì đây cô? Bún riêu cua. Tiếu bánh cua, cháo lòng, muốn thịt nướng, cuốn thịt nướng luôn. Đủ thứ hết luôn. Giá một phần mình bán nhiêu đi cô? 45.000. Dạ 45.000 một phần. Rẻ lắm cơ. Thank you.
mỗi một cái thùng nó bao như vậy là một vị trí người dân. Mỗi một cái thùng, một cái phao như vậy là một vị trí của người dân trên chợ nổi. Nó sẽ thay thế cho một cái neo. Ví dụ cái neo mình chụp xuống mình nó kéo lên, còn mình bứa thờ lặng đóng cái phao như vậy. Nó gia đình cứ thấy là mỗi cái thùng đều có một cái màu khác nhau không? Của hai vị trí đó. Là ví dụ như là cái chỗ nào người ta buôn bán mà ăn được thì người ta sẽ cắm cái đổi đó luôn. Vậy là cái ghe đó có không có, không có nhất thiết là ông bán cái gì, nhưng mà chỉ biết sở hữu màu xanh kia là của ông Tư, bên đây là của ông Ba. Ví dụ là dạ không, ở đây lúc ngày xưa thì có đóng hoa chi đồ mà lý này kia, nhưng mà từ lúc nhà nước công nhận di sản phi vật thể của các quốc gia rồi á, được bảo tồn, được gìn giữ, được che chở, ok là không có đóng gì hết. Thì là coi như một cái thùng phi ở đó là một cái người đó có chủ ở đó rồi, okay. Người ta đi rồi, có thể làm dấu lại ở đó, là chỗ đó là có người rồi, không người đậu đó. Ok. Con muốn hát họ cho nó ăn, tôi muốn hát được bài. Cao kê khuyến mãi nghe, siêu thị 10 ngàn. Rồi gia đình ơi, mình không đi đâu nữa, mình lên đi. Đây là anh Hậu, người lái tàu rất nhiệt tình trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều vì chuyến đi ngày hôm nay. Ngày 7 tháng 7 tới đây là lễ hội chợ nổi Cái Răng. Nếu quý vị nào có thời gian thì hãy thử đến đây một lần để trải nghiệm thử cái con người miền Tây và cái sông nước miền Tây này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.